Hey, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh là cây kiển của tôi cũng như là kênh bonsai mini TNCT. Thì hôm qua con có lên hai cái clip để giao lưu thì con bán được cũng cả chục cây rồi. Thì con lên lại clip này những cây còn á, thì cô chú mình chưa xem thì thấy ưng thì liên hệ con ha. Đầu tiên là cây mã số 72 giá 180.000. Thì những cây linh sam hạt gạo này gốc của nó rất là to, thì cô chú mình xem mình tham khảo ha. Gốc nó to lắm ha. Những cây này là con trồng 4-5 năm rồi, trồng thuần chậu từ nhỏ đến lớn nha. Mã số 73 giá 180. Và những cây linh sam hạt gạo này thì cô chú mình mua thì trong quá trình vận chuyển thì cây sẽ vàng lá ha, vàng nhiều hay ít thôi. Cây này có dáng bay nha, mã số 73 giá 180. Những cây này con lên là chưa có bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Thì cô chú mình thấy ưng thì liên hệ con ha. Mã số 75 giá 150. Những cái này hiện tại ở vườn thì nó rất là xanh tươi và rất là đẹp, nhưng mà trong lúc vận chuyển thì cây nó sẽ vàng lá. Thì về cô chú mình cắt tỉa, không khỏi cần cắt tỉa cũng được, thì về cô chú mình nuôi dưỡng khoảng chừng một tuần thì cây nó sẽ ra lá non lại. Mã số 78 giá 150 nha. Thì còn một số cây còn thì cô chú mình xem tham khảo nha. Mã số 82 giá 160, cây dáng bay 82 ha. Tiếp theo là mã số 83 180. Mã số 83 180 ha. Cây gốc bự lắm nè. Tiếp theo là mã số 84. Ủa, mã số 85, mã số 85 nha. 180 luôn. Cây đang cho hoa ha. Mã số 85 180 nha cô chú anh chị, gốc rất là to nè. Tiếp theo là mã số 86 180 luôn. Cây rất là già cây. Tiếp theo là mã số 87 170 nha. Cây dáng bay nha. Tiếp theo là mã số 88 150. Cây đắt lượng. Tiếp theo là mã số 90. 90 là một cây dáng bay giá 170. Rồi, tiếp theo thì mấy cây nữa. Mã số 91 180 ha. Rất là ok. Cây lắc lượng nha cô chú anh chị, gốc rất là to. 91 180. Tiếp theo là mã số 92, cây đang cho hoa ha. 92 cũng là 180 luôn. Tiếp theo là mã số 93. 93 cũng là 180 luôn. Tiếp theo là mã số 94 cũng là 180 luôn ha. Cây rất là ok, gốc rất là to nha. Tiếp theo là 96 nè, gốc rất là to này ha, giá 180. Cây dáng bay nha. Mình xây lại hướng này nè, gốc bự lắm, nguyên một cái bệ nè. 96 ha. Tiếp theo là cây 99. 99 cũng là một cây dáng bay, gốc cũng rất to. Tiếp theo cây 101 giá 180 luôn ha. Cây này chi tàn mịn đẹp rồi nha. Tiếp theo là cây 103. Cây này 170. Gốc của nó thì không bự lắm nhưng mà chi tàn thì ok. 103 170 ha. Tiếp theo là cây 105 180. Cây này thì gốc bự, lắc lượng, chi tàn tròn ha.
Đó, cây này về cô chú mình trồng vậy đó, để cái ông tượng ở dưới đây ngồi dưới đây á. Cây này dán nghiêng nha, gai đâm nè. Dính trong thạch nè. Cây này dán nghiêng rất là ok. Đó. Rồi cô chú mình cắt tỉa cho nó ấm tàn nữa rồi. Cây này là mã số 105 108. Còn cây này là mã số 24 giá 106. Gốc cũng to. Cây lát lượng ha. Đang phát triển chi tàn rất là ok. Đây là mã số 17 108. Nhánh nó bị gãy. Gốc to lắm nha. Gốc lát lượng. Mã số 17 ha, 108. Tiếp theo là mã số 18 108 luôn. Gốc rất là to. Rồi, thì cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem kênh và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất nhiều ha. Thì hiện tại vườn con có mấy cây hạt gạo mini rồi linh sam 86 rồi này kia tùm lum hết, nhưng mà giá rất là mềm. Thì cô chú mình bấm theo dõi kênh thì xem được ủng hộ con ha. Rồi con xin mến chào nha. Cảm ơn cô chú mình đã ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì cũng mong cô chú mình đăng ký kênh ủng hộ để vườn con đạt được 8.000 lượt subscribe ha, đăng ký. Rồi con xin mến chào nha.